có hai thí sinh trong nhóm thi chỗ làm việc. Cả hai thí sinh đều đánh giá excellent, tuyệt vời. Và chú chó chiến thắng là cả hai chú chó tham gia giải tham gia phần thi của Working Class đều phải chứng minh là phải có đầy đủ IPO. Mời thí sinh số 74 ạ. Rồi phần cảm ơn anh. Cái gì số 78 ạ? Phần thi riêng thì nó sút. Hai dừng lại sâu sáng chỗ ấy ạ. Rồi cả hai thí sinh đi tiếp đi ạ. Giữ khoảng cách giúp em. Gần hơn xíu nữa. Thí sinh sau 74 đi đi. Anh ơi dừng. Slowly please. Anh canh đi chậm chậm đấy. Giữ khoảng cách hai chú chó giúp em tầm độ 4 mét. Rồi đi ạ, bắt đầu. Thí sinh số 74 lên phía trước đi ạ. Ngắn dây lại. Bây giờ giám khảo thay đổi vị trí hai thí sinh và mời hai thí sinh tiếp tục ạ. Quý vị khán giả ơi, vừa rồi khán giám khảo đã thay đổi vị trí của 74
vừa cho xuống và giám khảo đã chuyển 78 lên và giờ ông đã thay đổi một ý định lần nữa sau khi thấy các bước chạy, các dáng đi của hai chú rời sờ đời trên sân và giám khảo đã thay đổi một lần nữa. Đi ở đầu hang cửa cho hai sinh chạy rồi. Giữ khoảng cách giùm em đi. Hơi bị sát rồi đấy, hơi bị sát rồi, lùi lùi lại tí ạ. Các anh dừng lại. Mưa thì chó phát nhau. Chết. Số 78 ở sân ạ. Xem tôi cái kia đang quay đoạn nào đấy. Bây giờ con này chờ đây, con này chạy nhanh. Alo. Anh ở trong đây. Yeah. No. Đi chờ đi. À, bây giờ chạy không dây. Thì con một thôi chứ ai. Con kia phải ra ngoài. Bây giờ chờ. Anh có phải là chủ chó không? Em dạy nó rồi. Chạy không dây nha, chạy một vòng sân. It's okay. It's okay? Yeah. Okay, then can I start? Yeah. Come on. Cut. Chạy nhanh lên giúp em ạ. 18 đây là phần thi kiểm tra độ nghe lời. Đây là phần thi vâng lời chạy không dây của thi OB. Các thí sinh sẽ phải di chuyển và không dùng dây dắt. Đi. Chạy không dây, chạy đi. Phút. Chạy. Chạy nhanh lên. Rồi, chạy nhanh lên ạ. Chạy thật nhanh làm tốt. Phút. 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 Động quá là nó bảo. Số danh sau đây chuẩn bị để vào tranh CAC dành cho cháu Đực. Số danh 83, số danh 68 chúng ta chuẩn bị ở bên ngoài. Số danh 83, số danh 68 chúng ta chuẩn bị ở bên ngoài nhá. Đi thẳng đến chiếc đường thẳng rồi sau đó quay lại. Quay lại 12 thí sinh quay lại. Bạn đang quay đoạn nào đấy? Đùa, ông đứng không, ông không. Ông đứng không, ông cũng chỉnh thôi cái này cả. Thế bầy 4 mà hy sinh bầy 4 đi nhanh lên một xíu. Với khoảng cách ạ. Bầy 4 nhanh lên một xíu giúp em. Hai, quay lại tôi vất. Cùng với anh em bên livestream. Chân đây, chân. 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 Chân đây, chân.
Đi chặt chắn thôi. Đi quan hai cơ. Each other. Gần lại. Để đưa lên gần lại trên 18 đi ạ. Tốt đấy. Chậm thôi. Chậm, chậm. Okay. Verstehe das so? Guck, guck, sao chạy. Tốt rồi. Ừ. Dạ Hùng. Không có sơ, không có sổ đỏ tại nhà ngủ. Ừ, cần thấy sổ đỏ là thầy cho. Đấy chính là khó, đâu có làm kìa. Nó đang bảo là chính vì nó có thì nó mới kiểm tra hàng cái gì. Anh 74 chạy nhanh hơn tí. The reason why I understand yes, yes, but okay. So we can show that. Hai thí sinh về phía trước sân khấu. Chạy về trước đi Hùng, xong rồi. Chạy về đây đánh giá. Cứ đi bình thường đừng có tác động bên ngoài nữa. Đây, chiến thắng là con số 78. Bảy tám. So we can tell the people, two dogs in the all in the working dog class. Có hai thí sinh trong nhóm thi chó làm việc. Cả hai thí sinh đều đánh giá excellent, tuyệt vời. Và chú chó chiến thắng là mang số danh 78 ạ. Mắc sai. Cái kích cỡ của chú chó mang số anh 78 vừa đúng trong giới hạn của chó bách dê. Sức cứng tráng ở mức độ gọi là trung bình. Sức khỏe ở mức đánh giá mức trung bình. Chiều cao và chiều dài thì chó là tốt ạ. Rất là ấn tượng. Màu mảng tốt ạ. Ấn tượng về giới tính của chó đực rất tốt. Cái vai là cao và dài. Lưng là khá rắn chắc. Em quay hả? Điểm góc quay lên thế này. Khi mà di chuyển thì chú chó này đường lưng là hơi cong lên một tí. Quay được cái hậu sao tốt. Bởi vì cái này đang trực tiếp. Chú chó có một cái máy mông dài. Chỉ cực di chuyển cho anh em thấy được đẹp. Mà góc chân trước tốt. Đẹp vì cái chắc giả cho người thấy chó. Góc chân sau cực tốt. Đẹp vì cái view. Cái ngực dưới là tương đối ngắn. Và cái cổ chân là khớp cổ chân là hơi bị lỏng. Đi tới đi lui theo đường thẳng là tốt. Có bước mẹ đẹp hướng hướng vương phía trước. Số 1 đánh giá tuyệt vời và số 1 ạ. Thứ hai thí sinh số 74. Chú chó này khá to, khá là cường tráng, khá trông khá rắn chắc. Chú chó hơi dài một tí.
ấn tượng rất là tốt, mô mảng tốt ạ. Ấn tượng và giới tính cho được tốt ạ. Bờ vai mức bình thường. Cái đường lưng là thẳng. Cái bờ mông là ngắn và bị dốc. Góc chân trước tốt ạ. Góc chân sau rất tốt ạ. Tỷ lệ ngực tốt. Phần đằng trước của chú chó là tốt. Khi chú chó di chuyển xe và gần đường thẳng tốt ạ. Bằng 2 bằng 3. Trong phần chạy không dây con người chủ thì chú chó này chưa thể hiện giá bằng 2 bằng 3 giờ vẫn cao. Khi chạy không dây. Con này không mạnh mẽ đấy. Chúc mừng hai thí sinh ạ.